Vâng, sau đây là phần cứu trợ của các thầy cô. Chúng ta sẽ có nhóm cứu trợ bao gồm các thầy cô sau. Xin mời các thầy cô chuẩn bị về vị trí để làm nhiệm vụ cứu trợ. Xin mời thầy Chu Minh Thắng ạ. Xin mời thầy Trần Anh Tuấn ạ. Xin mời cô Nguyễn Thị Thanh và cô Đào Hòa. Xin mời các thầy cô về vị trí để làm nhiệm vụ cứu trợ. Thể lệ của phần thi cứu trợ như sau. Các thầy cô sẽ chia thành hai đội, một cặp, một thầy cô sẽ đá cầu và một thầy cô sẽ hứng, với khoảng cách tối thiểu là 3 mét. Thầy cô nào hứng được nhiều cầu nhất trong vòng 1 phút sẽ giành được quyền bốc thăm. Trên tay cô đang có 5 phiếu. Trên các lá phiếu này sẽ ghi số lượng thí sinh được cứu trợ, bao gồm 40%, 50%, 60%, 70%. À, có một lá phiếu 100% thí sinh được cứu trợ. Các bạn có mong muốn được quay lên lại sàn thi đấu ngay lúc này không ạ? À? Xin em được hỏi của bạn thí sinh trong số thí sinh này. Xin mời em có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Em là cô, em là Nguyễn Đăng Phương, lớp 12. Em có muốn ngay lúc này quay trở lại sàn thi đấu không? Xin là muốn ạ. Em cổ vũ cho thật cô Đào ở phía trên kia. Các thầy cô có nghe thấy không ạ? Ở dưới đây các em đang rất mong mỏi cô. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi cứu trợ của các thầy cô giáo. Các thầy cô đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn có thể thấy là trên đây cô Thanh và cô Hòa sẽ sẵn sàng làm nhiệm vụ hứng cầu. Và phía trước mặt chúng ta là thầy Thắng với thầy Tuấn. Các thầy đã sẵn sàng chưa? Xin phép được hỏi thầy Trung Minh Thắng một chút cảm xúc của thầy ngay lúc này như thế nào? Cảm xúc lúc này của tôi rất là hồi hộp. Tôi rất là mong muốn được cứu tất cả các học trò thân yêu của mình. Xin cảm ơn thầy. Xin hỏi cô Đào Hòa một chút ạ. Cô có sẵn lòng hứng được 100% số cầu mà thầy Tuấn sẽ đá cho con không ạ? Rất mong muốn được cứu trợ tất cả các sinh viên yêu đang ở ngoài sân đấu và các em cố gắng hô dung chung vào không ạ? 1, 2, 3, dung chung vào. Vâng, xin cảm ơn cô. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, cuộc thi của chúng ta chuẩn bị. Các thầy cô giáo đã sẵn sàng chưa? 1 phút bắt đầu, xin mời ạ. Các bạn cùng cố gắng cổ vũ cho các thầy cô của mình nha. Thầy ơi cố lên. Cố lên, cô Thanh cố lên. Thầy Tuấn cố lên. Vâng, chưa hết 1 phút, tuy nhiên là số lượng cầu đã cô Thanh rồi, vâng, hết cầu. Vâng, cảm ơn các thầy cô giáo. Chúng ta cùng xem kết quả thầy cô như thế nào ạ. Xin mời thầy Cương ạ làm nhiệm vụ đối với lại cặp thầy Tuấn và cô Hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cảm ơn cô Hòa và thầy Tuấn. Sau đây là kết quả của cô Thanh và thầy Thắng. Xin mời thầy Cương ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30.
số lượng rất là lớn ạ. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và cuối cùng thầy Thắng với đã giành được quyền bốc thăm lá cứu trợ ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy và trên tay tôi đang có 5 lá phiếu. Mỗi một lá phiếu sẽ ghi số lượng phần trăm các thí sinh được cứu trợ. Thầy có mong muốn là kính trọng được bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn là 100%. Các bạn cổ vũ cho thầy đi ạ. Và xin mời thầy Trung Nguyên Thắng và chúc thầy may mắn. Xin mời thầy giơ lên cho tất cả thí sinh cùng xem ạ. 100%. Ngày hôm nay và bây giờ trên sân khấu của chúng ta lại là 74 thí sinh.